Tú ơi, Tú. Vâng. Nhanh nhanh cái chân lên. Đàn ông con dao mà cứ lề mà lề mề. Uống sữa đi con. Uống gì mẹ? Ôi mẹ ơi, tin nhắn của con. Chiều mai ở chỗ cũ. Ok mẹ. Cô là mẹ của Tú đây. Chiều mai Tú bận học thêm rồi nhá. Sắp sửa thi cử đến nơi rồi. Từ nay trở đi mẹ sẽ giữ điện thoại. Nhưng mà trong đấy toàn những cái dữ liệu học tập của con thôi. Học tập cái gì? Đi học đi. Vâng. Mẹ con đi học. Đi đến nơi về đến chốn, rõ chưa? Vâng ạ. Mà suốt 10 năm liền nhá, lúc nào cũng đoạt học sinh giỏi. Tất cả các môn năng khiếu đều đạt điểm cao. Có con ngoan học giỏi, luôn không tốn cơm, còn mát mặt với hàng xóm cơ nhỉ? Dạ vâng ạ. Từ bé đến giờ cháu nói chưa bao giờ bị ai chê một câu nào đâu bác ạ. Lại buồn ra đây à? Về đi. Cô Linh ơi! Cô Linh! Có chuyện gì thế hả bác? Công an phường vừa bắt một nhóm thanh niên đưa xe máy. Trong đó có thằng Tú, con nhà cô đấy. Thằng Tú con nhà em? Ừ. Bác có nhận không đấy? Trong danh sách phường thông báo này, Phan Anh Tú, học lớp 11A2. Đúng không? Kiểu gì công an hồ tịch họ sẽ gọi cô bây giờ đấy. Ơ kìa bác! Chắc chắn là nhầm. Làm sao mà có chuyện thằng Tú? Alo ạ? Thằng Tú con tôi ạ? Cháu nó ở nhà ngoan lắm, không thể nào. Trời ơi, Linh ơi. Tú ơi là Tú. Ừ, nó đến đây nhá. Trời, con đi đâu? Từ giờ trở đi mẹ cấm con không được phép ra khỏi nhà. Vâng, dù gì con cũng chán làm theo ý mẹ lắm rồi. Suốt ngày phải giả vờ làm con ngoan trò giỏi. Con, mẹ làm tất cả là vì ai? Vì con chứ vì ai nữa? Đưa điện thoại đây. Từ giờ trở đi không được phép ra khỏi nhà, nghe rõ chưa? Được thôi, ở trong phòng tự do hơn dù chỉ có vài mét vuông. Ok Linh, cậu làm sao đấy? Cậu đấy à? Có chuyện gì ạ? Không ngờ nó lại hư hỏng đến như vậy. Bọn nó đang tuổi lớn, làm sao mà tránh được? Bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa. Theo tớ nghĩ, cậu nên thay đổi một chút đi, sẽ ok hơn đấy. Trước đây cậu để mắt, thì bây giờ cậu hãy để tâm đến con. Nếu như cậu chỉ để mắt thì cậu sẽ chỉ nhìn thấy con phải học môn này rồi học môn kia, sẽ khiến cho chúng nó ức chế, khó chịu. Sảnh mắt mình ra một cái, nó làm trời làm biển gì ở ngoài, mình làm sao mà biết được. Nhưng mà nếu như cậu để tâm đến con, quan sát, chia sẻ, lắng nghe con thì mọi thứ sẽ khác. Chứ ở cái tuổi dở dở ương ương, muốn làm người lớn như thằng Tú như cậu ấy thì chỉ thích quan tâm, chia sẻ. Chứ cậu mà áp đặt, bắt nó thế này, bắt nó thế kia, nó sẽ sinh ra khó chịu, rồi có thể còn chống đối lại mình ấy chứ. Không thể nào kiểm soát được đâu. Thôi, nghe lời tớ, đi lên xem con nó thế nào. Đi đi, thế nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Đi lên đi, nhanh lên. Tú ơi, mở cửa cho mẹ.